Rồi, chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh kỹ thuật của mình. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái kỹ thuật mà chúng ta sẽ tiến hành là neo trái cam sành chờ giá. Tức là đối với cái trái ở thời điểm là chúng ta có thể thu hoạch rồi nhưng mà giá nó bán chưa có phù hợp á, thì chúng ta có thể là áp dụng kỹ thuật để giúp cho trái cam của mình nó lâu chín hơn một xíu để chờ giá. Thì đối với trên màn hình các bạn có thể thấy ha, đây là trái cam sành, nó đã chín ửng vàng hết trơn rồi và rất là đẹp ha các bạn. Đối với cái trường hợp này á, là nếu giá phù hợp á, thì là đã bán trước được khoảng nửa tháng rồi, nhưng mà hiện tại do cái giá bán cam sành của năm nay á, cái vụ thuận nè, vào thời điểm gần Tết á, thì nó không được tốt, do đó thì nhà vườn sẽ tiến hành là áp dụng cái kỹ thuật là neo giá, neo trái. Để mình quay cho các bạn xem ha, tình hình cây cam sành trái ở thời điểm thu hoạch. Đối với cái lượng trái này và cái màu thì nó rất là đẹp ha các bạn. Đối với cái trường hợp mà những trái cam sành như thế này á, nếu các bạn muốn chờ giá thì chúng ta sẽ áp dụng một số biện pháp kỹ thuật như sau. Đầu tiên á, là cái vấn đề nước tưới là trong mương vườn á, thì các bạn cần phải để là cái lượng nước nhiều, tức là để cho cây nó hút nước liên tục á, để cho cây nó sẽ lâu dính. Còn nếu như mà trong quá trình ở thời điểm này mà các bạn để cây thiếu nước á, rồi mình tưới lại thì cái lượng trái nó sẽ nhanh chín ha, tức là nó sẽ nhanh lên màu, đồng thời nó sẽ bị sốc nước và nó sẽ rụng. Do đó là cái vấn đề nước tưới á, là phải giữ cố định, nếu để trong mương á, thì phải cố định bình thường, còn nếu rút cạn á, là phải rút cạn, và tưới lại thì chỉ tưới lại cái lượng nước dư ẩm thôi, không tưới quá dư nước thì cây nó sẽ bị sốc thì nó sẽ rụng ha. Cái thứ hai đó là vấn đề mà chúng ta sẽ tiến hành là phân bón, tức là ở thời điểm trái nó như thế này rồi thì ở thời điểm này thì chắc chắn là sẽ không tiến hành bón phân nữa ha, nhưng mà để giữ trái thì các bạn có thể là tiến hành là sử dụng phân. Chúng ta có thể sử dụng phân có thành phần đạm cao á, như là các bạn có thể xài 30-10 kết hợp với UG, chúng ta bón một lần thì sẽ giúp cho cái trái nó xanh lại. Về cái khi chúng ta bón phân á, thì khoảng 7 ngày thôi thì cái trái nó sẽ tiến hành là xanh da lại ha. Đó, sau bón phân 7 ngày thì da nó sẽ xanh lại hoàn toàn, tức là nó sẽ lên xanh lại một xíu, nó lâu chín. Về phân bón lá thì các bạn có thể xài phân bón lá có thành phần đạm cao kết hợp với G3, gibberellic acid á, phun để hỗ trợ thì cái da trái nó sẽ xanh lại. Nó xanh lại và cái thời điểm neo á, thì các bạn có thể neo được là khoảng 1 tháng nha, trong vòng 1 tháng. Còn nếu áp dụng neo lâu nữa thì cái chai vẫn được nhưng mà cái cây của mình nó sẽ rất là si nha. Tức là sao? Neo lâu nữa thì mình sẽ áp dụng cái biện pháp là giữ nước gì nè, lâu thì cái rễ cây nó sẽ bị si, tức là cái rễ cây nó bị ngợp. Cái thứ hai đó là phun bón lá quá nhiều thì ở thời điểm này thì trái nó sẽ dễ bị rụng nha, và đồng thời là kết hợp là bón phân ở đạm cao thì cái thời điểm nắng nóng như thế này nè thì cái trái nó cũng dễ bị rụng và đồng thời là cái rễ nó dễ bị dập. Do đó cái biện pháp neo trái này thì chỉ áp dụng cầm chừng thôi các bạn. Đó, và khi áp dụng thì chúng ta không nên là áp dụng là quá lâu thì cái cây nó sẽ dễ bị si. Đó, cái màu trái thì rất là đẹp ha các bạn. Để lên màu đẹp như thế này đó thì mình có đề cập ở cái video trước là ở vườn này thì mình sẽ cho nhà vườn là xài các dòng phân ở thời điểm mà trái trước khi thu hoạch khoảng 2 tháng á, thì sẽ ưu tiên các dòng kali cao như 3 số 16 và 20 15.
ha. Trên lá thì mình cũng đồng thời là kết hợp với những cái phân bón lá có thành phần kali cao để giúp cho cái trái của mình nó lên màu đẹp ha các bạn. Trái lên màu rất là đẹp và cái trái nó rất là tròn đều ha. Đây các bạn để ý ha, ở thời điểm này ha, tuy mà trái nó nhiều nhì nhưng mà cái clip mình vẫn cho nhà vườn giữ khô ráo ha, tức là không được không tưới quá nhiều nước, tưới quá nhiều nước thì cái cây nó cũng sốc nữa, nó sẽ buông cuống rất là nhiều. Đối với cái vườn này sau khi thu hoạch thì mình sẽ cho nhà vườn tiến hành là cũng gãy hữu cơ rồi lên sinh. Sau đó là kích cho cây ra một cây đọt và sẽ làm bông ở thời điểm là tháng 2 âm lịch ha các bạn. Nằm dao động khoảng tháng 2 tháng 3 âm lịch thì mình sẽ tiến hành là phun tạo mầm để giúp cho cái cây nó ra bông và tiếp tục bán. Đây, những trái này lên màu rất là đẹp đây. Đối với trái màu xanh như màu lên màu vàng như thế này thì áp dụng biện pháp neo trái thì sau khoảng 7 ngày thì cái trái nó sẽ chuyển xanh lên một xíu các bạn. Có thể chuyển xanh lên như thế này. Từ vàng như thế này thì chuyển xanh lên như thế này. Và cái vườn này nuôi trái là cơ bản là rất là đạt các bạn, tất cả các trái là nó đồng đều nhau thì cái lượng trái này nó ra số tấn sẽ rất là lớn. Ở thời điểm mà giai đoạn cuối á, thì các bạn nên ưu tiên là phân có thành phần kali cao thì cái trái của mình nó sẽ nặng ký thôi và nó lên màu đẹp. Nếu mình bón phân đạm nhiều quá, di lăng nhiều quá ở thời điểm cuối thì cái trái nó dễ bị bợp nha, tức là nó xốp, nó không có nặng ký. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn về cái quá trình nuôi trái của mình. Thì mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.